Con vừa con bị cứ bắt lăn đi vào nữa. đây Một con bị lăn đi rồi. Con lăn đi đó. Điểm lấy cho. Có một con tách mình phát rồi nghe thấy tiếng tách mình phát. Ăn uống chế độ chứ. Quá nghe tiếng tành mà phát à, đúng là quên mất. Em sẽ ăn được anh nhiều hơn. Cứ yên tĩnh. Tách. Tách. Thế là quên mã nó rơi. Nó quay tách một phát mà. Tách. Tách. Úi dồi, chết rồi. Toàn rồi. Mình chạy thôi. À, thế mà biết tướng nói chung là sờ vào con nào là biết con đấy à, mất quần rồi đấy. Ôi giời, sờ con nào mất quần đấy đúng không? Ôi giời, ôi sờ con nào mất quần đấy đúng không? Lỗi thế là xong đúng không? Hơi lỗi tí nhờ anh quà cho một đống tốt đúng không? Thế được. Tốt không quan trọng. Không quan trọng anh gẻ hết. Chẳng để cái nào. À cứ đi con trên này đã. Cứ ăn. Ui giời, ui họ đi ngập tràn. Mai họ đi này. Ui giời, ui họ vào đây là mình thua này. Kinh lắm. Nó còn xa lắm. Ui giời ôi. Tốt của họ còn xa lắm. Làm cái gì? Quá xa. Chiếu. Ôi giời ôi, chiếu này. Thế là được rồi. Ừ, vẫn được mà. Hãm được con mã vào đây là. Ôi giời ôi. Ôi giời ôi, họ ăn của mình dở không cái gì. Con coi, ăn rỗ con hoặc ăn rỗ. Ai giời, họ ăn trống sọng của mình nhiều rồi. Ôi giời ôi. Lệ hám. Ôi giời ơi, dạ. Có mai đánh. Này ăn đi. Bắt tốt. Bắt được. Đấy, ăn vào đây thoải mái đi, anh lại về đây được. Cứ hám này, may ra thì họ. Hòa thôi đi, cha bắt được cái con khí gì, được chịu. Ui, ui, khổ thân. Cái này khổ thân rồi. Cái này đi. Thế lại đi thế này. Cứ đi thoải mái đi. Ôi đưa chịu. Cứ cà ra ok chịu. Hòa thôi. Anh cần này cầu hòa. Có hòa không? Đấy đấy em cầu hòa. Cầu thôi. Cầu nó nhiều khi nó không bằng cứu. Thế đâu kệ. Cầu thôi, em cầu thôi. À, đưa thua chạy. Trời cầu hòa đấy. Nào. Cầu hòa khoan. Để cả anh cho em ăn cây này. Em vẫn thua anh đúng tốt này nha. Nói đúng như thế. Nói thẳng như thế. À, thế nào được. Lúc đấy anh rửa cây nó hết bụng. Em ăn nha. Nói chung là cầu hòa đấy. Hòa không? Mà cảm giác là nó... Không cầu được hòa. Trắng răng lắm. Điên tượng. Cứ đi tượng. Dạ, cứ đi tượng. À, thôi họ đùn trốt đấy nhá. Bạn lên tượng xem bác ấy đi cái gì. Dạ, lên tượng sợ gì. Ôi, lên tượng. Đưa.
Giờ bắt đầu anh đánh ồ ạt rồi, đấy ăn cái này đi. Ừ, đúng rồi, ăn đi, tiếng ăn đi. Chứ dạ. Rồi. Thế là chưa giả đúng không? Đi đâu? Anh đã lên cái nước anh ồ ạt thì nó ồ ạt nhanh lắm. Nên cũng được ba phát rồi chứ này. Chả thế. Còn được nữa thế ăn thua gì? Đúng không? Ừ. Nhiều nữa. Nước gối, anh bảo uống nước gối không? Quá. Ở thế mà chưa ăn rồi, cũng được 3 phát rồi. Ừ, thế. Cố gắng 10 phát ra. Là đến bên mẹ thì không? À, là được rồi. Quế Ngọc Hải. Thế được rồi thì Quế Ngọc Hải đi bắt chốt. Mà đã biết rồi. Đã biết rồi còn đâu mà. Sao mình sờ vào nước ấy đã biết ngay rồi còn đúng không? Đuôi mất chốt rồi. Xuống đuổi tiếp phát nữa. Đúng rồi. Cho chạy hắn đi. Vẫn còn chạy được. Về. Không ăn được về, ăn được thì đã ăn rồi. Thế thì từ từ. Đã biết rồi. Quá biết. Cái trò trẻ con nữa. Bắt luôn. Chiêu thương bắt xe. Ô hô, họ chưa biết. Để bắt được xe rồi. Thoát nạn rồi. À, wow, trời. Bắt xe cơ. Không được đâu. Bắt xe, bắt được xe. Ơ nhưng mà họ chưa biết mình bắt xe thật. Tham ăn. Tham quá. Kiên, nên cái này để vào đây. Mở đầu có được không? Để phá. Phá cái trò phá đầu này của họ đi. Ô đứng. Anh đã. Ôi trời. Còn lại tướng là xong, vào giữ mặt đi. Đi giữ chiếu luôn. Lên. Ở đây này. Đây kéo lên. Kéo lên. Lưng lưng. Đâu. Để lưng lưng để bắt con ngựa. Thôi kệ. Chiếu. Đóng đít. Chưa được. Chiếu. Chưa nữa. Cứ chưa. Lẹ chưa. Bắn mã. À không bắt được mã đâu nhưng mà thôi cứ để đấy. Cũng bắt được một đống quân. Thôi lại xuống đi để chiếu đít đi. Để bắt. Đây. Bắt. Pháo cái họa nguy hiểm nhất là quân phơ đầu. Cái điểm mạnh nhất của họ là đang ở quân phơ đầu. Quý đi. Thế là được 4 phát rồi. Được 4 phát. Thế là đỏ đấy. Hôm nay đỏ rồi. Mà chốc còn được nhiều nữa cơ. Để cố gắng. Dỡ các bài tủ ra.